tiểu sự đồng chí Phạm Thế Tùng. Đồng chí Phạm Thế Tùng sinh năm 1972 là một tướng lĩnh công an nhân dân Việt Nam, hàm trung tướng. Ông hiện là ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Từ năm 1994 đến năm 1997, ông là cán bộ, PC-15 Công an tỉnh Hải Hưng. Sau khi Hải Hưng tách ra làm hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, ông là cán bộ PC-15 Công an tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2002 đến năm 2006, ông là Phó trưởng phòng PC-15 Công an tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2006 đến năm 2012, ông là trưởng phòng PC-15 Công an tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2012 đến năm 2014, ông là trưởng Công an huyện Khói Châu Hưng Yên. Từ năm 2014, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Ngày 2 tháng 10 năm 2019, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Phạm Thế Tùng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trước đó là Đại tá Nguyễn Văn Long. Ông Long đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an. Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2021, Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Phạm Thế Tùng, giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tại buổi lễ thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương yêu cầu đại tá Phạm Thế Tùng trên cương vị mới phải nêu cao tinh thần học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, khẩn trương tiếp nhận bàn giao để cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt công tác chuyên môn nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý tin tưởng với phẩm chất năng lực trình độ của mình, Đại tá Phạm Thế Tùng sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, lực lượng toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Thế Tùng khẳng định sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hết mừng nguyện hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân, giữ gìn và phát huy những thành quả vẻ vang mà lớp lớp, thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đã dày công xây dựng. Trước đó, Ban Bí Thư đã quyết định điều động chỉ định Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tham gia Ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh và giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó ông Hải được hội đồng nhân dân tỉnh bầu chức giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng giữ chức vụ cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại Hà Nội, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Tại lễ công bố thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quan đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quan khẳng định, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng đã cùng với tập thể cấp ủy và lãnh đạo công an tỉnh tham mưu cho Bộ Công an, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực quản lý nhà nước, về an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thứ trưởng Lương Tam Quan đề nghị Thiếu tướng Phạm Thế Tùng không ngừng nỗ lực phát huy kinh nghiệm trí tuệ đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu nhanh chóng nắm bắt công việc để lãnh đạo, điều hành cục và tập thể lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Lương Tam Quan nhấn mạnh, cục an ninh chính trị nội bộ là đơn vị đặc biệt quan trọng trực tiếp thực hiện chức năng bảo vệ đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước trong bối cảnh chủ động hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, các thế lực thù động thù địch phản động gia tăng hoạt động chống phá đảng và nhà nước với phương thức và thủ đoạn ngày càng thâm độc xảo quyệt lấy nội bộ là hướng tấn công chủ yếu, nguy cơ suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gia tăng, đe dọa sự tồn vong của đảng, của chế độ. Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đặt ra ngày càng cao và cấp thiết. Thứ trưởng lương tam quan đề nghị cán bộ chiến sĩ cục an ninh chính trị nội bộ, trước hết là tập thể đảng ủy lãnh đạo cục tiếp tục đoàn kết, hợp tác, đề cao trách nhiệm cùng đồng chí phạm thế tùng, cục trưởng phát huy cao độ truyền thống tinh thần tận tụy, luôn nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn thử thách để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, mang tâm sức trí tuệ cùng tập thể đảng ủy, lãnh đạo cục và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm nỗ lực cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục tô thắm truyền thống lịch sử vẻ vang của công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ nói riêng. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, 51 tuổi, quê huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, ông từng giữ chức vụ trưởng Công an huyện Khói Châu, Hưng Yên, Phó Giám đốc Công an Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an, Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quan bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn với kinh nghiệm thực tiễn trong hơn 30 năm công tác, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm sẽ không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, cách mạng để nêu cao trách nhiệm, nêu gương đoàn kết thống nhất, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng hết sức vì sự nghiệp chung để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Tại buổi lễ thứ trưởng Phạm Thế Tùng và thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm hứa tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của bộ trưởng và nỗ lực hết mình cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đoàn kết nhất trí tham mưu với Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và bộ trưởng để tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Anh hùng, lãnh đạo toàn lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là nghị quyết 13 của Đảng, các nghị quyết chỉ thị kết luận về bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia và dân tộc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.